Vâng, thưa quý vị và các bạn, lúc này thì tôi đang có mặt tại sân bóng Văn Quán Hà Đông, Hà Nội. Và ngày hôm nay ở đây đang diễn ra một cái giải đấu phải nói là rất là hay luôn. Giải Tam Hùng chào xuân Nhâm Dần, có sự góp mặt của ba đội bóng Phoenix, LC và FC Du Lịch. Ba đội bóng ở top đầu của bóng đá phủi thủ đô, rất là mạnh luôn, có rất là nhiều ngôi sao trên sân bóng này. Và ngày hôm nay, Cán Chris sẽ khoác áo câu lạc bộ Phoenix. Thực ra là mình được mời, không phải là mình xin để đi làm chương trình đâu nhá. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên hãy theo dõi cuộc đọ sức giữa LC và Du Lịch. Cả hai đội đều có những ngôi sao tấn công nổi bật, nhưng nhân vật tôi muốn giới thiệu tới các bạn đó là thủ môn Trần Anh Đức, biệt danh Đức Tỉn, người gác đền lâu năm của câu lạc bộ Hà Nội TNT và bây giờ đã chuyển sang công tác huấn luyện. Anh chơi chân nhiều đến nỗi khán giả quên luôn là Tỉn cũng biết dùng tay cản phá bóng. Có Đức Tỉn trông gôn, đội bóng Du Lịch như có thêm một hậu vệ chia bài và đối thủ thường khó lòng vây giáp để lấy bóng, hoặc chí ít là tạo sức ép. Anh Đức là thủ môn chơi chân hay nhất bóng đá phủi bây giờ, tôi xin mạnh dạn khẳng định điều này. Hãy xem một tình huống ở giải đấu toàn quốc diễn ra ở Nha Trang vừa qua. Đức Tỉn đã chia bài và làm nhịp cho các đồng đội ra sao. Để phối hợp với các đồng đội và tạo thêm một chân truyền trong đội hình của Du Lịch. Đức Tỉn, Linh Bích, bóng trở lại với thủ môn của Du Lịch. Rất tốt, vẫn là các cầu thủ Du Lịch. Linh Bách chấp nhận chơi dao để tìm kiếm bàn thắng. Linh Bách đưa bóng vào, dứt điểm. Và đây, thêm một nhân vật nữa lọt vào tầm ngắm của anh quay phim VTV Cup. Anh em nào ít xem bóng đá tưởng đâu dân văn phòng lọt vào đây. Xin giới thiệu với các bạn, cầu thủ có cân nặng ngót tạ này là Phan Anh Tuấn, biệt danh Tuấn Bẹo, siêu tiền đạo bóng đá phủi thủ đô. Khoảng 5 năm về trước thì có một cuộc tranh cãi nảy lửa rằng Tuấn Bẹo với Phương Vơ Tu ai mới là chân sút số 1 của bóng đá phong trào. Nhưng cuối cùng thì đến giờ này Phương vẫn giữ được form, còn anh Tuấn thì như thế này đây. Nhắc lại quá khứ một chút, nhiều chuyên gia đánh giá rằng nếu không bị nhúng chàm bởi vụ bán độ trong áo Vissai Ninh Bình năm 2014, Phan Anh Tuấn đã trở thành một tiền đạo sáng giá sân 11 và cũng sáng cửa để lên đội tuyển quốc gia. Quay trở lại với trận đấu, quý vị có công nhận rằng góc quan sát sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cách chúng ta cảm nhận diễn biến của những trận bóng không? Ngồi xem qua góc máy truyền hình, các bạn sẽ không bao giờ hiểu rõ tính chất kịch tính của mỗi pha bóng bằng khi các bạn đứng dưới sân như anh cameraman này. Và hãy đặt mình vào góc nhìn trong sân của các cầu thủ nữa để thấu hiểu rằng đừng ngồi nhà xem qua màn hình, tua đi tua lại tình huống nhiều lần và phán xét dễ thế này mà không làm được. Một điều nữa cũng thú vị, đó là khi diễn biến được kéo chậm lại theo chế độ slow motion của máy quay, ghép thêm với âm hưởng bản hòa tấu của Moza, bạn sẽ được tận hưởng những thước phim vô cùng độc đáo. Rồi bây giờ sẽ đến trận đấu của mình. Như vậy trận 1 LC vượt qua Du Lịch 1-0. Trận thứ 2 Du Lịch gặp Phoenix,
Đội bóng với biểu tượng Phượng Hoàng ngày hôm nay chào đón một cầu thủ tốn nhiều điều tiếng nhất làng Phủi. Lạ nhỉ, cái từ điều tiếng nghe mới tiêu cực làm sao. Rõ ràng nó được ghép bởi điều tốt và tiếng cười mà nhỉ. Nói chung là dù điều tiếng hay tiếng điều thì cán Chris cũng là một cầu thủ luôn gây ra sự tò mò ở bất kỳ nơi đâu. Đoạn này là chia sẻ thật này. Khi được mời tham gia đầu quân, tôi đã nói trước với chủ tịch và huấn luyện viên đội Phoenix rằng các anh có chịu được sức ép dư luận về em không? Các anh bảo chịu được. Tôi đồng ý về chơi để có cơ hội cọ sát giải lớn nhiều hơn. Nhưng tôi xin một điều, đừng công bố hay đưa thông tin gì về tôi. Hãy để tôi chơi bóng và đóng góp một cách âm thầm. Nhưng sau cái buổi ngày hôm nay, e rằng cái mục tiêu âm thầm trong ngọc kép của tôi khó mà đạt được. Hãy cùng đến với diễn biến trận đấu nào. Tôi được xếp đá chính chơi cao nhất trên hàng công và những chạm bóng tương đối ổn đầu tiên mang đến cho tôi sự tự tin nhất định. Tôi chơi khá sâu sáo, không ngại va chạm. Trận đầu nên thực sự muốn thể hiện điều gì đó với người hâm mộ Phoenix. Thực tế thì Phượng Hoàng Xanh chơi không hề lép vế, thậm chí có phần nhỉnh hơn Du Lịch. Nhưng nhà đương kim vô địch HPL cũng cho thấy đẳng cấp với những pha phản công nhanh đầy sắc bén. Khi trận đấu vẫn giằng co về tỷ số, cơ hội sáng sủa nhất đến với tôi. Nếu đó là bàn thắng, mọi chuyện ngày hôm ấy có lẽ đã khác đi nhiều, chứ không thê thảm như khi kết thúc. Nhiều lúc không mê tín, nhưng có những thứ cứ như thể đã được an bài trước vậy. Không lâu sau, cơ hội tiếp tục đến với tân binh số 11 của Phoenix. Và một lần nữa, tôi lại phải đặt câu hỏi, nếu đây là bàn thắng thì sao? Tôi sẽ được tung hô, còn cậu chàng thực tây số 5 kia sẽ trở thành tội đồ. Rõ ràng là như vậy. Nhưng số phận, giống như bộ phim, luôn có plot twist đảo ngược kịch bản, khiến người xem tỏ ra bất ngờ và thích thú. Tôi và Thực đã đổi vai cho nhau. Trước khi kể cho các bạn về câu chuyện đó, hãy đến với những tình tiết của những nhân vật phụ khác. Đó là Huy Mô, thủ môn vừa cứu thua bằng chân và tiếp tục lại dùng chân làm bẽ mặt cán Chris, một người em cùng lò trà đi ma. Tôi quen Huy Mô cũng ngót nghét một thập kỷ rồi, thế mà vẫn chưa đủ quái để có thể bắt được bài này. Chỉ còn biết nhoẻn miệng cười trừ thôi, quê quá. Đó là cậu em số 9 này, trẻ tuổi mà chơi rất chững chạc. Đây sẽ là một nhân tố mang tới nhiều kỳ vọng cho Phoenix trong tương lai. Và giờ là câu chuyện số phận của hai nhân vật chính trong chương trình. Đây là cán Chris, một anh chàng tiền đạo vẫn đang loay hoay đi tìm dấu ấn, nhưng nhận lại chỉ là những tiếng ồ. Còn đây là trung vệ thực tây, chấm than, không lời bình. Phút sau khi ghi bàn thắng đẹp, Thực tiếp tục có pha kiến tạo cho đồng đội nâng tỷ số lên 2-0. Đó cũng là kết quả của hiệp 1. Bước sang hiệp 2, cậu chàng cán Chris vẫn cố chứng tỏ một điều gì đấy, rằng anh ta có màu mè nhưng cũng chỉ vì muốn tạo ra chút đột biến cho đội mình. Nhưng khi mà vũ điệu step over của số 11 vẫn chưa mang đến điều gì sáng sủa cho Phoenix, thì Du Lịch lại nâng tỷ số lên 3-0. Đó là pha bóng cũng khó thể trách hàng thủ áo xanh chơi thiếu quyết liệt. Có lẽ là vận may ngày hôm nay đã ngoảnh mặt ngó lơ với chúng tôi. Tôi sẽ không nói gì nhiều,
để mọi người phải nghĩ rằng tôi tự cao. Đó đơn giản là một pha qua người hay và căng ngang chuẩn bài cho tiền đạo Nhật. Thật tiếc vì không thể có bàn thắng. Nhưng dẫu sao, tôi vẫn xin được thực tẩy ba chục, một thuật ngữ chuyên môn ở phủ Hà Nội khi bạn xỏ háng được ai đó. Đúng là khi ông trời đã không thương thì có làm gì ông ấy cũng ghét. Đây là một tình huống mà tôi cố gắng chạy theo, xoạc vớt bóng chỉ để truyền chút động lực cho đồng đội chiến đấu. Ấy thế mà nó lại biến thành một đường kiến tạo cho đối phương. Đúng là cạn lời. Chơi nốt vài phút, tôi được rút ra nghỉ. Tôi ngồi đó và xem Thực Tẩy vẫn còn chơi bóng ở trong sân. Đã có những thời điểm lẽ ra tôi và Thực sẽ tận hưởng hai thái cực cảm xúc trái ngược nhau và niềm vui phải thuộc về tôi chứ không phải Thực. Nhưng giờ, cậu ấy và đội của cậu ấy đã bỏ tôi lại gặm nhấm nỗi thất bại ngoài sân. Số chung cuộc là 0-6. Nhưng mọi thứ tệ hại nhất vẫn còn chờ tôi ở phía trước. Thực ra trận vừa rồi với cá nhân tôi thì không phải tệ. Thậm chí như các bạn thấy là tôi cũng để lại ít nhiều chút ấn tượng. Kịch bản trận mở màn lặp lại. Phoenix chơi tốt những phút đầu, tạo ra liên tục cơ hội. Nhưng không ghi bàn trong tình huống như thế này thì xứng đáng bị trừng phạt. Đó là một pha làm bàn đẳng cấp của Hiệp Châu, một người đồng đội cũ của tôi trong mùa Eco Park năm ngoái. Tuyến giữa áo xanh đã để hồng, một nhịp đỡ bóng xuôi xuống và một cú đặt lòng vào góc xa khung thành. Nếu là tôi hoặc một tiền đạo trình độ bình thường sẽ đi xuống và dứt điểm bằng mu cho có lực. Nhưng Hiệp chọn một phương án thực sự đã tạo ra bất ngờ cho cả sân, chứ không chỉ riêng anh thủ môn tội nghiệp đội Phoenix. Hiệp nó hay vậy, thế mà có ông hậu vệ cắm dám chơi skill liều mạng ngay trước mặt. Và quả báo đến ngay tức khắc. Tôi sẽ làm chậm và còn xem lại pha bóng này nhiều lần nữa để nhắc nhớ về lối chơi cầu thả của mình. Trình độ và cả thái độ đều là thứ cần phải cải thiện với tôi. Nhưng tôi tin rằng đứng lên sau vấp ngã mới trở thành người bản lĩnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết chương trình. Hy vọng đã mang tới những phút giây thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.